Konnichiwa, chào mừng các bạn đã đến với Mel TV. Bây giờ đã là 12:20 thì hôm nay sẽ là dịp tốt nhất để mình trả thù Osusu. Các bạn có nhớ là cách đây 2 tuần Osusu có ra một cái clip trà trộn vô phòng của tôi. Các bạn ý tôi là ngoại trừ nấu ăn ra thì chỉ có con trai mới cần dùng dầu ăn đúng. Violin. 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 Đụng tới ai chứ đụng tới tôi hả? Bà chờ đó, nhà trốn nhà qua nhà khác ở đúng không? Không ở Gaming House nữa không? Tôi tới tận nơi. Bà chờ đó. Các bạn chờ đó, Mel TV, trẻ đòn, phản đòn này nha. Chờ đó, chờ đó Osu. Trà trộn vô phòng của tôi, trà trộn máy tính của tôi. Rồi hả, nói tôi là để dầu ăn trên bàn, tôi đâu có đâu. Mà trời ơi, đó là cái khẩu nghiệp của tôi mà. Trời ơi, bà dám làm chiêu gãy ông, đập lưng ông với tôi. Được lắm. Bây giờ hôm nay tôi quyết tâm trả thù các bạn ạ. Bây giờ đây là nửa đêm rồi. Thì giờ này thường là Osu sẽ livestream xong. Tôi không biết là bây giờ Osu đang đâu, nhưng mà chắc chắn là đây là thời điểm thích hợp nhất. Tại vì đã 2 tuần rồi, tôi chắc chắn là bây giờ Osu đang kiểu là nhà này tôi với Osu thân á. Nhà này Osu thương tôi lắm, nên là tôi nghĩ là đây là thời điểm thích hợp. Osu sẽ kiểu là lơ đãng, không có phòng hờ tôi nữa, đúng không? Hôm bữa mà tôi á trả thù liền á là sẽ bị dính, khó thành công lắm. Tại vì hả, Osu rất là nguy hiểm, bà phòng hờ bất cứ lúc nào. Bởi vậy hôm nay tôi chờ đến ngày hôm nay để được trả thù các bạn ạ. Bây giờ tôi đã chờ được rồi, hôm nay tôi nhất quyết phải trả thù được thôi. Ok, bây giờ á nửa đêm rồi mà muốn không bị phát hiện thì mình phải cải trang. Ok, cải trang rồi các bạn. Có ai nhận ra tôi nữa không? Không đâu ha. Tôi thấy ăn trộm mà trong mấy cái phim mà cướp nhà băng nó hay là vậy á. Giờ tôi cũng ăn trộm. Ờ không, lộn nha. Đừng ai bắt tôi nha, đừng ai gọi điện thoại báo công an nha. Không phải ăn trộm nha. Tôi sẽ gọi là trả thù, nhưng mà kiểu mà tại vì mình ít surprise quá, hiểu không? Mình còn bèo nhèo quá, mình không có nổi tiếng mà Osu, nên là mình phải cải trang vậy để đừng có bị gọi là lấy trứng chọi đá mày, hiểu không? Ok, đây là một người giấu mặt, tôi dẫn theo. Gọi như là nửa đêm rồi phải trà trộn nhà Osu, nên là một mình tôi sợ tôi không đủ nội lực, hiểu không? Tôi phải rủ thêm trợ thủ đắc lực của tôi, một trợ thủ ẩn danh chắc chắn các bạn không ai biết nó là ai đâu. Cười theo. Giờ chúng tôi sẽ làm một điều thành gian ác đi thôi. A few moments later. Ok mấy bạn, bây giờ mình đang ở dưới chung cư rồi. Bây giờ mình sẽ đi tìm nhà Osu. Nhà Osu đâu mày? Chết mẹ, giờ ta cũng không biết nhà Osu đâu hết. Nghĩ cũng lạ nghe. Chết mẹ rồi, cái plan gì kỳ vậy ta? Mày sao? Má mày, mày trả thù gì kỳ vậy? Chết mẹ rồi, giờ cha đang ngồi đây chơi xích đu rồi. Thôi, bây giờ tao quyết định rồi, mình mò từng nhà đi. Tao có một cái gì đó linh tính trong đầu là tao biết nhà Osu đó. Hình như tao nghe ở đâu rồi, hồi nãy tao nhắn tin, tao hỏi Nabi. Ok, các bạn, tôi với trả thù của tôi sẽ đi kiếm nhà Osu nha. Tao phải kết mẹ rồi. Cười theo. Đúng rồi, vậy mới là trả thù, hiểu không? Ok, đi kiếm thôi. 2 hours later. Tao mày đang đi đâu à? Kệ đi. Ok, tiền họ tới. Hai phải. Để mới là trả thủ chứ. Mới 1 giờ chứ nhiêu. Vườn hồng hơi xưa. Được nhà Osu rồi. Trời ơi, các bạn phải cảm ơn Navi TV nhiều lắm. Tại vì tôi mới gọi điện cho nó mới biết được nhà ở đâu chứ má. Hồi nãy 2 giờ cả tiếng đồng hồ hai đứa đi tìm muốn xỉu luôn, muốn xỉu thiệt sự luôn. Không kiếm được ra cái nhà các bạn. Trời, nghĩ sao mà không biết cái gì hết mà. Mà hả? Không mới biết tiếng thông tin gì hết mà đi trà trộn. Trời ơi, sao được. Thế mà có con Nabi TV mới gọi điện qua cho nó thì để biết số phòng không? Cái đoạn đó thì mình không thể quay lên được. Tại mất công mấy bạn nghe, mấy bạn biết nhà của Osu, mấy bạn kéo tới quậy hình tai, đúng không? Nhà này được mình tôi quậy thôi. Ok, đây là lắp máy của Osu nè mấy bạn. Đèn đèn, trời ơi, ghế có ngồi có lót ghế luôn à. Lót chuột mà hình bả luôn kìa. Trời ơi, mỗi ngày bả đều cà con chuột lên mặt bả. Cái nám mặt hay gì. Ok mấy bạn, bây giờ tôi đang ngồi ở cái vị trí của YouTuber gần 2 triệu sub. Ha ha ha. Sawadika, chào mừng các bạn đã đến với Osu TV. Hay tôi có giống không? Trời ơi, bất hợp bị xịn luôn nè. Đúng là 2 triệu sub nó khác với 300k sub. Khóc. Cánh này là cánh nội tâm. Khóc. Cánh này là cánh nội tâm. Mệt quá. Ok, Osu không có nhà các bạn. Bây giờ hiện tại Osu không có nhà. Tôi mới lẻn vô được đây đúng không? Còn cách nào mà tôi vô được nhà hả? Trời, thiên tài như tôi các bạn. Trời, đâu phải không không mà tôi có thể khẩu nghiệp từng cái máy tính một trong nhà này. Trời ơi, đâu phải không không đâu. Tôi có cách hết. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn biết trên bàn làm việc của Osu có gì nha.
Ok, để xem coi, trước khi mở máy lên thì mình khẩu nghiệp. Mình sẽ có cái này là cái gì đây ta? Ô su su, để mình xịt nắp, mình xịt nắp ở trên bàn máy tính hả ta? Ở bên xịt nắp hả ta? Đúng rồi, xịt nắp không? Con khẩu nghiệp, cái này là nó ghi ra shampoo này bạn, là dầu gội khô. Nó xạo phải không? Ngậm máu phun người phải không? Tôi là tôi giả bộ thôi, tôi giả bộ tôi không biết, tôi hỏi thôi. Ngậm máu phun người. Cái này là dầu gội khô không? Xịt lên tóc cái nó khô, nó tinh tươi á. Ngựa quá nè. Ok, tiếp theo là một cái quạt mini show. Trời, quạt hỏa ấm nút nó không chạy luôn mấy bạn. Trời, YouTuber 2 triệu sức mà mua cái quạt nó không chạy, để chân vậy đó trời. Ngộ ghê. Đây là tai nghe. Tai nghe nghe nó là hàng hiệu nha. Ui da, đó. Mình giống Osisu nha các bạn. Giống chỗ nào không? Giống mà đúng không? Y như chị em sinh đôi luôn. Đây. Đây là kẹo. Hộp kẹo tôi cũng có nè. Của fan tặng, của bạn cộng tác viên của Umi tặng. Ăn nhiều riết mặt nha Osisu. Trời ơi, ăn tích cho vô cái người trời. Ăn riết rồi mặt lù giống tôi. Còn đây là thơm quá. Và để hai cái này trên bàn nè các bạn. Này chắc của fan tặng quá hả? Chứ Osisu nào đời nào đi mua mấy này, nhưng mà dễ thương quá. Các bạn à, cảnh này là đây là hai con đầu chơi nha, chứ không phải là tôi với con này đập đá trong đây đâu, không hề nha. Đồ chơi Kimochi. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với, trời toàn là đồ làm đẹp không mấy bạn. Nivea soap, kem đồ gì đó gian dưỡng mặt nè. Rồi gì đồ trang điểm cũng để tại bàn luôn. Đáng lẽ con gái bình thường là để đồ trang điểm là để cái bàn làm việc riêng á, để đồ trang điểm trên bàn. Trời ơi, giống tôi quá, đúng là ai làm streamer cũng không phải là con gái hết, không phải là con gái bình thường phải không. Đi xà hai cái đồ mod. Ủa, cái cuốn sổ nè, cái cuốn sổ này ghi nhiều bí mật của Osisu lắm. Để tôi cho mấy bạn xem. Trang đầu tiên trắng bóc. Trời, trang thứ hai quá trời luôn. Trang thứ ba quá trời chữ. Phớt lờ thế giới thực, tạo dấu ấn, lên kế hoạch phán đoán. Ủa cái gì vậy? Tập trung vào những đặc tính vĩnh cửu. What the hell, Osisu ghi chép gì vậy trời? Bí kíp để làm giàu hả? Bí kíp là võ công hay gì? Hãy hành động như một con thực thụ. Một cái gì thực thụ? Chữ xấu quá, vãi liền, chữ xấu vãi liền luôn á. Lên kế hoạch phán đoán trong vòng 1 tuần. Cái gì vậy ta? Trời, bí kíp võ công của bà. Nguyên cuốn sổ dạy cui luôn, viết con tờ mấy bạn. Phải liền, nguyên cuốn sổ dạy cui viết con tờ luôn. Một tờ viết đúng kiểu mà hả? Bí ẩn giống như là Marvel vậy á. Phớt lờ thế giới thực. Osisu đang học cách phớt lờ thế giới thực. Osisu đang sống trong thế giới ảo các bạn. Osisu là người 4D ngoài hành tinh không? Phải phớt lờ thế giới thực. Còn gì nữa không ta? Chỗ có sách này, chỗ Osisu đọc sách các bạn tin được không? Caro ơi tin được không? Osisu đọc sách nè anh ơi. Sách gì đây? Thiên hạ là màn. Gì vậy? Thiên hạ là nắng hả? Thiên hạ là nắng hả? Này là phải ngôn tình không vậy? Là nàng, thiên hạ là nàng rồi, ngôn tình chắc luôn. Trời ơi, Osisu đọc ngôn tình bạn cũng trắng, nguyên đen hắc bạch vô thường. Trời, đọc mấy cái này riết là bị hại não nha Osisu. Đừng có đọc ngôn tình, đọc riết bị hại não đó. Một cái đồng hồ cực xịn. Không biết đồng hồ hiệu gì, biết xịn đâu. Trên bàn Osisu là chắc chắn xịn. Có găng tay nữa bạn. Găng tay này không biết để làm chi, để làm đầu hả? Ok, tại vì bạn stream mà để găng tay tôi không hiểu chống nắng hả trời. Ngồi stream mà Osisu đeo găng tay chống nắng hay gì? Trời rất là mệt quá. Đẹp quá, có bức hình đó. Ủa, này chắc fan tặng quá hả? Đẹp quá vậy, happy birthday nè. Trời đẹp. Không biết khi nào sinh nhật mình mới được vậy. 1 phút tuổi thân. Nhưng mà cực xịn nha mấy bạn. Mấy bạn nhìn nè, đồ chơi của Osisu cực xịn luôn. Trời ơi, mít nè, mít xịn luôn. Y như là mua về làm rapper gì á. À, xong rồi đèn. Nè, đèn ngủ. Rồi, micro đúng xịn luôn. Bây giờ mình đến tới cái tiết mục quan trọng nhất là máy tính Osisu có gì nha mấy bạn. Vô mày ơi. Giờ chuẩn bị một máy tính lên rồi mình phải nhảy một điệu là tri ân cái khúc này, khoảnh khắc mà mình có thể chạm tay được cái máy tính Osisu. Điều này không ai trong nhà này làm được. Tôi đủ rồi. Đủ rồi, Osisu nó giết mày. Ok, bây giờ mình sẽ bật máy đây. Đây là dàn máy của Osisu. Máy chạy. Máy chạy. Màn hình chạy. Please wait, ok. Chờ nè. Stuck rồi. Đó, lên. Cái gì vậy? Recovery. It looks like window didn't load correctly. Có gì vậy? Continue. Ủa? Đó, xong. Để dòng tròn đang load. Đó. Sắp được mở máy tính Osisu rồi, hồi hộp á. Ơ, nó lại tắt kìa. Mở kia. Trời ơi, nó xoay nè. Quay đều. Chờ đó nào, cùng 1, 2, 3, máy tính Osisu mở ra. Vâng ơi, mở ra. Máy tính Osisu mở lên đi, đừng xoay nữa. Giờ tôi phải làm sao nữa mấy bạn? Máy tính nó không lên luôn rồi.
Trời ơi, nãy giờ gần tí đồng hồ rồi nó cứ xoay, 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 xoay. Máy tính của tôi. Ồ quên, máy tính của Osusu. Trời ơi, tốn công lắm mới vô được cái phòng này, chả lẽ bây giờ mà không được. Chả lẽ bà cài bảo mật rồi. Chả lẽ bà cài cái bảo mật mà kiểu mà chỉ có người, chỉ có Osusu nhìn vô đây thì nó mới mở lên được. Còn tôi thì không, còn người ngoài thì không ư. Cái gì ghê vậy, năng lực của Osusu đến mức đó ư? What the fuck? Oh my god. Trời ơi, bây giờ làm sao đây ta? Bây giờ mà không quay được clip rồi thì về làm sao có mặt mũi nó up clip lên trời. Trời ơi, không có vô được máy này. Không thể nào được, không thể nào được. Chắc chắn phải có một cái gì đó không? Osusu đâu phải hacker đâu. Tôi phải tìm cách mò được cái máy này. Không thể nào được. Cái máy này phải có cách gì đó. Tôi ấn reset lại coi. Ấn reset lại xong rồi cho cái máy này là chờ lên. Chứ không thể nào được. Osusu không phải là hacker. Nghĩ làm sao mà được. Trời đất ơi trời, bà không phải là hacker, tôi chắc chắn, tôi tin chắc 100%. Bây giờ tôi mò cỡ nửa tiếng nữa, thể nào cũng tìm ra được cái cách mà hả. Mở Oh my God. Mở được cái máy này lên. Bây giờ cái máy này hả, của Osusu đúng không, thì phải có. Trời đất ơi, đổ lên luôn á. Mấy khùng. Mốt lắm thiệt bẻ đầu nha. Trời ơi, vậy là hồi nãy. Ê, vậy hồi nãy chắc nó tưởng ăn trộm thiệt không đúng không? Trời ơi, hên dễ sợ luôn. Mặt vậy nhận ra đâu, nhận ra meo đâu đúng không? Ủa mới nói rồi nhận ra mà. Lúc nào khổ luôn mấy bồ. Giờ bị đuổi ra khỏi đây rồi, giờ làm gì nữa giờ? Ờ đi, đi về. Em đừng có nói chuyện là bị lộ đó. Nãy giờ mấy bạn đâu biết bạn này là ai đúng không? Không biết nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình. Nói chung là mình rất là buồn vì mình không thể trà trộn được vào máy bắp cho các bạn biết máy bắp có gì. Nhưng mà mình, các bạn coi từ đầu clip tới giờ các bạn thấy là mình đã cố hết sức rất nhiều rồi, mình đã cố lắm luôn rồi, mình ngồi gần 2 tiếng ở trong nhà bắt mà không bị phát hiện luôn. Không hiểu đứa nào báo cho bà bắt luôn á, là hả, bị cuối cùng bị phát hiện. Trời ơi, bây giờ bà quánh cho tôi, bà tưởng tôi ăn trộm, bà quánh cho một phát cái đầu. Mình chọn chúng thứ dữ đúng không mấy bạn, giờ mình cũng không vô được máy tính mà còn bị quánh nữa, bị đuổi ra đường nửa đêm nữa. Osusu thật khó chơi, bởi vậy đừng có đụng vô Osusu nha, đụng vô chết á, đừng đụng Osusu. Đụng ai đừng đụng vô Osusu. Ghê lắm. Rồi cảm ơn mấy bạn đã xem video clip của mình. Nhớ like và subscribe cho MTV nha. Còn mấy bạn mà muốn mình trà trộn vô mấy ai ở trong Game In House thì comment ở bên dưới. Hoặc là bây giờ chắc còn có 3-4 người à. Còn Osusu thì đừng có kêu mình trà trộn vô mấy Osusu nữa nha. Khó lắm. Nhưng mà hồi nãy mình cũng trà trộn được ở trên máy của Osusu có gì rồi, bóc phốt được rồi. Trả thù lại cũng coi như là chút trả thù đúng không? Bớt hồ đi. Ok, sayonara. Vậy má ơi.